Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7/HITV, website hungyentv.vn. Sáng nay, Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm giám đốc Sở Xây dựng. Theo đó, bổ nhiệm giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Cao Quang Hưng, Phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Trong quyết định bổ nhiệm và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Cao Quang Hưng được tín nhiệm, trao trọng trách mới. Đồng thời yêu cầu đồng chí Cao Quang Hưng tiếp tục phát huy truyền thống ngành xây dựng Hưng Yên trong thời gian qua đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tỉnh giao. Bên cạnh đó nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm tập thể lãnh đạo và vai trò người đứng đầu cơ quan để giải quyết công việc nhanh chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tỉnh đặt ra, tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác cá nhân, nỗ lực và gương mẫu đi đầu để xây dựng tập thể sở đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được tỉnh giao. Cũng trong sáng nay, xã Mỹ Sở, huyện Văn Giang tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, xã đã huy động được gần 1.700 tỷ đồng thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy Đảng, chính quyền và các thôn trong xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Mễ Sở đã làm tốt công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, từng bước liên kết với các hộ nông dân triển khai sản xuất dựa trên hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm được sản xuất theo quy định và chất lượng thống nhất giữa các bên tham gia liên kết. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt gần 70 triệu đồng trên năm. Xã không còn hộ nghèo. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, xã Mễ Sở đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên là đơn vị có những bước chuyển mạnh mẽ trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, ngày càng đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có trên 5.000 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, chiếm gần 90% so với tổng số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Trên 361.000 người sử dụng tài khoản giao dịch điện tử VSSID, 54 cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số đã và đang góp phần để bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ, chính sách, nâng cao tinh thần, thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ viên chức trong toàn ngành, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành đô thị loại 5. Từ năm 2021 đến nay, thị trấn Trần Cao đã đầu tư xây dựng 27 công trình với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng, gồm các công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông, cải tạo sửa chữa đường nội đồng, máng tiêu thoát nước, nghĩa trang nhân dân đồng bộ, hệ thống chiếu sáng, xây dựng nhà văn hóa thôn Trần Hạ và Trần Thượng, xây dựng trường mầm non tập trung. Đáng chú ý là công trình trường mầm non tập trung với thiết kế hiện đại có tổng vốn đầu tư hai giai đoạn là 75 tỷ đồng. Hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với mức đầu tư 45 tỷ đồng và đưa vào sử dụng từ năm học 2022-2023. Toàn bộ những công trình này đều được thực hiện từ nguồn vốn nội lực của thị trấn. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2023. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Quản lý chuyên ngành, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố và tổng công ty và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan khẩn trương lập ban chỉ đạo công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác phục vụ vận tải đường bộ trong dịp Tết, hướng dẫn, đôn đốc các sở giao thông vận tải, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe công khai minh bạch và thực hiện đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá phí, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Hiện nay, còn hơn 470 trường hợp với hơn 170 hectare đất chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để phục vụ cho dự án sân bay Long Thành. Nguyên nhân là do hồ sơ đất phức tạp, nhiều vướng mắc, trong đó có trường hợp sang nhượng cho tặng thừa kế đất bằng giấy viết tay. Huyện Long Thành đang tập trung rà soát, sớm hoàn thiện các thủ tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 45 trường hợp thuộc giai đoạn 1 của dự án trong tháng 12 năm 2022. Số còn lại sẽ xem xét trong năm 2023. Tuy nhiên đến nay, nhiều trường hợp chưa đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Nguyên nhân là do đất vắng chủ, mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ủy quyền thiếu nội dung. Một số trường hợp còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Sân bay Long Thành được xây dựng tại bãi Bình Sơn, huyện Long Thành với diện tích 5.000 ha do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư.
Dù không còn giấy phép chứng nhận làng nghề, nhưng hiện nay tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vẫn đang tồn tại khá nhiều cơ sở tái chế nhựa hoạt động bình thường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Hiện tại đây có hàng trăm hộ vẫn đang duy trì thu gom phế liệu, trong đó có hơn 100 hộ tái chế nhựa. Sau khi tập kết phế liệu, các hộ tiến hành phân loại với toàn bộ rác thải nhựa sẽ được các cơ sở rửa, xay, nghiền và nấu thành các hạt nhựa. Trong quá trình này đã gây ra khá nhiều phiền toái cho đời sống hàng ngày của cả khu dân cư. Cụ thể như xả nước bẩn từ các bể rửa ra môi trường, tiếng ồn lớn phát ra cả ngày từ các nhà máy xay nhựa và nguy hại nhất phải nói đến là tình trạng khói bụi và mùi khét. Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Sở Du lịch thành phố Hải Phòng vừa đề cử 6 món ngon tham gia bản đồ ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức. Đến nay, Ban quản lý đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia giai đoạn 2022-2024 đã nhận được đề cử món ăn chính thức từ 58 trên 63 tỉnh thành phố với tổng số 421 món. 6 món ăn Hải Phòng được đề cử là bánh đa cua, bánh mì cay, nem cua bể, chả chia Hạ Lũng, Bắc Hoạt, dưa dầm, chả cúc. Sau các giai đoạn sàng lọc, Hiệp hội đã đưa 165 món vào vòng chung kết để xét chọn tìm ra 100 món ẩm thực đặc sắc Việt Nam. Ngày 1 tháng 12, lực lượng quản lý thị trường và công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do Vũ Văn Định là chủ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180 kg cánh gà đông lạnh, song chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng giấy tờ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm đông lạnh trên, đồng thời tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công ty về công nghệ thần kinh của tỷ phú Elon Musk vừa công bố kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm cấy chip máy tính vào não người trong vòng 6 tháng tới. Tại sự kiện tổ chức ở bang California, công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk cho biết đang gấp rút tinh chỉnh sản phẩm bao gồm một thiết bị nhỏ và dây điện cực cùng với một robot phẫu thuật. Theo đó, chip của Neuralink sẽ có khả năng điều trị các bệnh liên quan đến não như chấn thương tủy sống, rối loạn thần kinh. Cũng trong sự kiện trên, tỷ phú đã tiết lộ tham vọng cấy ghép chip vào các bộ phận khác. Cụ thể, Neuralink đang phát triển các bộ phận có thể cấy vào tủy sống, giúp người bị bệnh bại liệt có thể di chuyển, cũng như một bộ phận cấy ghép mắt nhằm cải thiện hoặc khôi phục thị lực. Mặt trời và gió là hai thứ trong tự nhiên được con người khai thác nhiều nhất để tạo ra năng lượng tái tạo. Thế nhưng, thành phố Aomori ở miền Bắc Nhật Bản lại tin rằng họ có thể khai thác điện năng từ tuyết, một nguồn tài nguyên xưa nay chưa được chú ý đến. Dự án này sẽ bắt đầu từ tháng 12 này và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Trong dự án, họ sẽ lấy toàn bộ lượng tuyết mà các xe dọn tuyết ở thành phố thu được và đổ xuống hồ bơi của một trường học đã đóng cửa. Điện năng sẽ được tạo ra bằng cách sử dụng chênh lệch nhiệt độ giữa tuyết và không khí bên ngoài. Sự khác biệt về nhiệt độ sẽ tạo ra dòng đối lưu, từ đó làm quay tua bin để sản xuất điện. Những nhà khoa học tham gia dự án ước tính, chu trình trên có thể sản xuất điện năng hiệu quả như năng lượng mặt trời và có chi phí thấp. Cơ quan thu thập thông tin Economist công bố dữ liệu cho thấy thành phố Singapore và New York là những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới năm 2022. Theo cơ quan thu thập thông tin Economist có trụ sở tại London, Anh, dân số quốc nội và người nước ngoài tăng trong khi diện tích nhỏ được cho là lý do hàng đầu khiến chi phí sinh hoạt tại Singapore luôn ở mức cao. Thành phố này có rất ít tài nguyên thiên nhiên và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ thực phẩm. Chi phí để sở hữu, sử dụng ô tô tại Singapore cũng thuộc diện cao nhất thế giới. Cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một thông tin vui trong lĩnh vực y tế. Mới đây, hai hãng dược của Mỹ và Nhật Bản đã hợp tác thành công trong việc thử nghiệm một loại thuốc giúp làm chậm quá trình phá hủy não của bệnh nhân Alzheimer. Thành công này được ca ngợi là đột phá và mang tính lịch sử. Theo đó, hai hãng dược Nhật Bản và Mỹ là Eisai và Biogen đã tạo ra lecanemab, một kháng thể đơn dòng hoạt động trong giai đoạn đầu của bệnh. Lecanemab tấn công các mảng bám amyloid beta tích tụ trong não người bệnh Alzheimer. Trong cuộc thử nghiệm kéo dài 18 tháng, với sự tham gia của gần 1.800 người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu, việc điều trị bằng lecanemab làm giảm 27% tỷ lệ suy giảm theo thang điểm sa sút trí tuệ lâm sàng khi so sánh với giả dược. Quý vị và các bạn thân mến, để gửi những thông tin mới nhất cho chúng tôi, quý vị có thể gửi về các địa chỉ email thoisuhi@gmail.com, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HITV. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 /HITV, website hungyentv.vn, kênh YouTube truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.